Tôi đã góp ý rồi mà đồng chí không nghe. Ai lại cho đào hầm ngay đường gần trại nghĩa quân? Tôi nghĩ bất ngờ tức là bí mật. Lý thuyết xuông. Bất ngờ chỉ một chiếc thôi, đằng này cả vài chục hầm. Thôi đủ rồi đồng chí Trung, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Bây giờ chúng ta vô thành tiếp tục công việc. Sao cho mọi cứ điểm, những người trinh sát chúng ta phải nắm vững trong lòng bàn tay. Đồng chí nhờ bà con an táng đồng chí hy sinh, ghi lại tên tuổi, quê quán, địa điểm chôn cất. Tất cả hầm ở khu vực này không được dùng, nếu có thể lấp bớt đi. Theo quy luật, ngày mai tụi địch sẽ tổng xâm. Đúng, ngày mai địch sẽ tổng xâm. Các anh tạm ra ngoài, rồi sau đó chúng tôi sẽ liệu. Việc chúng nó làm, việc chúng ta làm. Đồng chí Trung, tiếp tục công việc ở tổ của mình. Còn đồng chí Lâm, tôi yêu cầu cho anh em trinh sát ở nổi. Chúng tôi có công việc của chúng tôi, không bàn lùi. Tạm tránh đi, đỡ thương vong, thế cũng là làm việc. Lúc này, khi cần, cánh trinh sát sẽ cử người đánh thẳng vào tụi nghĩa quân. Không trốn chạy mãi nữa. Thời gian bây giờ khác trước rồi. Thôi thôi thôi, không tranh cãi. Mình là lệnh của chúng tôi. Bám chặt ở đây, dựa vào dân, không sợ chúng nó. Theo tôi, đêm nay chúng ta phải đánh. Đánh? Đúng, phải đánh. Đánh giờ đủ, để bọn nghĩa quân phải chùn bước. Không đủ lớn, để bọn địch phải chi viện quân ở nơi khác đến. Nói tóm lại, chúng ta phải đánh cho chúng biết có quân giải phóng đang ở đây. Số nhiều chứ không phải số ít. Chúng nó phải liệu hồn. Các anh đừng làm liều. Để nát cả bàn đạp này, tôi không chịu trách nhiệm. Kỳ này, chị phải thật cẩn trọng. Có chuyện gì vậy anh? Chúng nó đang tăng cường kiểm tra những người vào thành trong vòng một tháng trở lại đây. Tụi hắn không làm gì được mình đâu. Nhưng cũng phải cẩn thận. Phải phát hiện mạng lưới chỉ điểm ngầm của địch đang nằm lẫn trong dân. Như vậy dân mới không lo. Việc đó chúng ta phải làm được. Chị Cúc ơi, phải đợi họ đi dự vũ trường Mỹ em mới ra đây được. Em không có nhiều thời gian đâu. Ừ. Tôi lấy ra đây chiếc cặp tài liệu của Bửu Đức. Ừ. Chị cho tôi ra vùng giải phóng. Tôi chán ở đây lắm rồi. Cho em ra theo với anh Phiêu. Sao lại rời bỏ vị trí? Bây giờ con người của chúng ta không chỉ phụ thuộc vào chúng ta nữa, mà còn phụ thuộc vào yêu cầu của cách mạng, của cấp trên. Ngay bây giờ, anh Phi Hùng và Hồng đòi ra vùng giải phóng. Chúng biết mất cặp tài liệu này. Lệnh báo động sẽ phát ra, hàng ngũ cộng tác viên của chúng sẽ biết, sẽ đối phó. Hơn nữa, biết bao giờ cách mạng mới cài được người vào vị trí như hiện nay của anh Hùng. Ngay bây giờ, chúng ta phải chụp lại những tài liệu này. Sau đó, anh Phi Hùng sẽ trả chúng về vị trí cũ. Còn việc lấy mẫu chìa khóa anh làm gấp cho. Mọi thứ cần thiết Hồng sẽ chuyển. Bây giờ Hồng ở đây gác, tôi và anh Hùng sẽ vào vòng trong chụp lại như thứ này thật nhanh. Thank you.
Đủ mà, cậu làm trò gì vậy? Xin lỗi thiếu úy. Đi. Xin lỗi. Chị Cúc ơi, ra đi. Em phải để cho anh Phi Hùng đi chứ. Mỗi người đi một đường. Nhớ lần sau không bao giờ được đi cả hai như thế này. Phải thật bình tĩnh anh Phi Hùng ạ. Trong trận chiến này, tất cả người Việt Nam yêu nước ở về một phía. Bọn Mỹ và lũ tay sai ở phía bên kia. Tôi hiểu, chị cứ yên tâm. Cô nhắc anh ấy phải cẩn thận. Trong công việc này, không cho phép một sai lầm nhỏ. Chị đừng lo. Chị ơi, bây giờ em mới thấy cuộc sống của em có ích cho nhiều người. Thế nhưng... Thế anh ấy đã nói, đã thổ lộ gì chưa? Dạ chưa. Nhưng mà chị ơi, chúng em thương nhau mà. Chỉ cần nhìn mắt anh ấy là em biết. Mình cũng yêu một người, nhưng ít khi gặp nhau lắm. Anh ấy cũng ở trong thành phố này. Chỗ nào có nhiều người nước ngoài thì nên tránh xa. Chị với. Đây là bà thiếu tá bị thương. Ông giúp tôi đưa bà ấy về nhà. Bà ấy bị thương ra nhiều máu lắm. Chúng tôi đang thi hành công vụ, phiền cô đưa bà thiếu tá ra khỏi đây. Các ông cho vây rạp tất cả các con đường vào thành phố, rồi rà soát tất cả các ngõ ngách, đặc biệt là các xóm cần lao tìm cho bằng được bọn cộng sản thâm nhập, tăng cường người ở những nơi có lực lượng Hoa Kỳ. Tất cả mọi nghi vấn các ông có quyền mắng mỏ, nghe rõ chưa? Thank you.
Tôi qua chợ mua ít đồ cho bà Thanh Ngân. À, tôi nhớ ra rồi. Xin mời cô đi cho. Bà Ina thế nào rồi? Cảm ơn ông. Bà Ina đang hồi phục dần. Chị may áo hả? Dạ, tôi may áo cho mẹ tôi đi chùa. Chị cứ cắt theo khổ người tôi. Dạ, cũng dài bằng áo chị ạ. Dạ, ngắn hơn nửa phân. Mời chị vào phòng trong để mẹ em đo. Mẹ em đã quen cắt áo dài đi lễ. Tôi biết thế nào cô cũng tới. Tại sao anh biết hả? Tình hình biến chuyển từng ngày một. Đồng chí càng phải bình tĩnh. Bình tĩnh mới đưa ra những quyết định sáng suốt. Mỹ Trang. Tôi hiểu. Đó chỉ là sự bắt bớ tình cờ. Vì trong người đồng chí đó chỉ có tờ chuyển đơn chống luật 43/67. Chúng nó nghi đồng chí đó đánh plastic. Vài bữa nữa có giao liên mới. Đồng chí đó tôi hiểu. Đừng lo. Nếu có điều gì khẩn cấp thì sẽ có người đến báo cho đồng chí ngay. Người của ta khắp mọi nơi. Chiến tranh nhân dân mà. Đồng chí cũng phải phòng ngừa. Mình cũng có thể bị bắt vì những lý do rất vớ vẩn. Phải nhớ rằng lúc đó cần phải bình tĩnh để mà tận dụng mọi ưu thế của mình có. Từ đây mọi việc qua giao liên. Lúc này đồng chí không được bình tĩnh cho lắm. Thôi, chia tay nhé. Lúc nào chúng tôi cũng ở bên cạnh đồng chí. Vâng ạ. Anh, có chuyện gì mà anh không vui vậy? Mà đó chứ, bọn anh đến khỉ gì tụi nó. Đêm qua bọn đặt công việc cộng đánh bom ngay trong trụ sở phường. Mà bọn anh đến có mắt cũng như mù. Gần 20 lính chết. Không khéo thì nay mai bọn chúng sẽ dí súng sát vào đầu anh và em ngay trong căn phòng này. Bọn an ninh chúng nó cũng không biết. Đủ mà. Này, cô em, đi đâu từ sáng đến giờ? Anh làm gì mà nắm chân nắm tay đàn bà con gái vậy? Bây giờ thì có chuyện gì? Anh nói đi. Thôi quận. Cầm bộ, đi. Bà con, không có chuyện gì đâu ạ. Đang thấy cô hỏi bà thiếu tá biểu thức không biết. Cứ vào. Em cứ để xuống. Dạ. Em thấy tụi lính của anh quá kém. Cho nên Việt Cộng đánh ngay trụ sở cũng đúng thôi. Em nói gì? Anh chế tụi nó thì được. Còn em biết di chuyển nhà binh. Việc nhà binh. Em hỏi anh. Con Cúc, cái con bán đậu hũ mà anh gặp ở nhà này đấy. Nó đi bán đậu hũ, bị Việt Cộng đánh bom ở bến tàu. Tôi suýt chết. Nó cũng suýt chết. Thế mà nó bỏ cả gánh hàng lao ra để che chở cho tôi. Lôi tôi lên xe để đưa vào nhà thương. Vậy mà lính của anh thấy tôi như vậy cũng bỏ mặc. Thế mà bây giờ còn bắt nó
đúng là có mắt như mù. Có thiệt không? Thật hay không, anh lên quận biết ngay thôi. Lính với tráng làm ăn như vậy thì có chết người ta không cơ chứ. Cứ như tay trong của Việt Cộng ấy. Còn Cúc mà là Việt Cộng thì em, anh và cả Robert Lin cũng đã lên thiên đàng từ lâu rồi. Cứ vào. Thưa thiếu tá, trên quận người ta hỏi có phải cô Cúc bán đậu hũ cứu bà Biểu Đức không? Có quen biết nhà ta không? Để họ có phương án xử lý. Xử lý mà nó. Bảo tụi nó thả ngay người ta ra. Dạ vâng, bọn cảnh sát trên quận toàn lũ ăn hại. Mình có phải lên quận không, thưa thiếu tá? Thượng sĩ lên đón cô ấy về đây. Đó là cách trả ơn tốt nhất cho người đã cứu mạng tôi. Tôi lại lấy xe nhà mà đi thượng sĩ. Rõ. Tôi quyết định đánh vỗ mặt một chủ huy ở phường để cho chúng biết quân giải phóng đang có mặt trong thành phố này, không cho chúng giành thế chủ động. Nếu anh không đồng ý, anh có thể rút đội viên của mình ra ngoài. Quyết định là của các cậu, tôi không chịu trách nhiệm. Thục Nguyên ơi, ra đây đi. Có mùi hoa cỏ mang mát, sắp Tết rồi. Ôi, sao hôm nay mày lãng mạn quá. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi cười không hiểu vì sao tôi cười. Có khỉ đi. Nhớ đến đại úy Trần Long hả? Đừng có đùa ác nữa, tao không ưng Trần Long, không ưng. Cả khu này nói bà Tịnh Nhơn nhận lời với gia đình ấy rồi còn gì. Không đời nào. Rồi Kiều My với anh bảo của tao răng rồi. Cũng xong rồi hả? Xinh thật đấy. Say rồi à? Rút thôi. Làm gì vô tao luôn ý? Kiều chứ rồi mà. Nhìn lên Thục Nguyên mà bị vô nhà kẹo ra lần. Dạ, chút nữa tụi em vô. Tao thấy Trần Long cũng được đấy chứ. Háo danh, háo gái và cả háo tiền nữa. Nếu mi thích tao nhường luôn đó. Mi mà lại hẳn á, tao tặng thêm một châu bệnh nầm. Chị đi, bao giờ chị mới về? Kiếm được việc làm, chị sẽ về thăm mẹ và em ngay. Có
Con đi đi, mẹ ở nhà có nhiều việc làm thuê, dùng biến tử mà nhà con đi. Nhớ biết thương mẹ cho mẹ con nhớ, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Khi mà việc làm, con sẽ gửi tiền về đỡ đần nhà. Không. Chị đi đây. Này, con khổ quá mẹ ơi. Con không còn con đường nào để đi nữa rồi. Ngày lại ngày, con phải sống, cố gắng mà sống một cách nhục nhã và đau đớn. Không một người thân, không một ai tâm sự, không một lần thật lòng, như một cái xác không hồn. Mẹ ơi, giờ này mẹ ở đâu? Mẹ có hiểu cho con không? Có chuyện gì mà ông kêu ầm lên thế? Không có gì. Thưa bà con, tội Mỹ Ngụy dày xéo làng ta, chúng cướp hết số gạo chúng ta dành cho bộ đội ở trên cứ. Chúng trả thù vì những đòn đau trong nội thành. Chúng nghĩ rằng làm như thế chúng ta sẽ bó tay, bộ đội không thể tiến hành tiêu diệt chúng. Chúng đã lầm. Trước mắt chúng ta khẩn trương dựng lại nhà, che lại bếp, ổn định sinh hoạt. Chúng ta sẽ có gạo, có thức ăn để chuyển cho bộ đội, và bộ đội của chúng ta càng tấn công mạnh hơn. Thưa bà con, sắp tụi Mỹ, chúng ta phải gan như các bà, các chị ở xóm ba. Mình cứng hắn mới mềm, mình tiến hắn mới lui.
Có mười mà đã uống trà, trà ướp sen tinh tâm. Con ngồi xuống đây mà hỏi con chuyện này. Dạ. Mà hỏi con chuyện chi ạ? Chuyện con với Trần Long tới đâu rồi? Con còn quá nhỏ để nghĩ tới chuyện nữa. Lớp đề nhì, đề nhất, nhỏ chi mà nhỏ. Con đừng làm mất mặt mà với người ta. Ngày xưa, lúc cha con còn sống, ông ấy lâm nàng. Gia đình bên nở đã bỏ bao nhiêu tiền để cứu giúp nhà ta. Xong rồi lại tự xóa nợ. Ơn ấy, cha con không bao giờ quên. Đã dặn lại mà trước lúc mất. Phải cho con với Trần Long, nên vợ nên chồng. Nhưng hai chuyện nữa khác hẳn nhau mà má. Con không nghe lời mà thì giết chết bà đi. Bà ơi, chuyện đâu còn đó. Mọi việc bà cứ từ từ đã. Mà không nghe câu ca dao ép dâu ép mợ, ái nợ ép duyên à? Nếu đúng duyên số rồi sẽ đến thôi. Anh là thiếu úy ở chỗ Trần Mạc, chứ không thiếu úy với túi được đâu. Thôi, anh em liều mà nói với nhau, đừng có trả hiểu với mà như rửa. Em cứ lừa lời mà nói với mà, anh cũng chẳng thích chị Trần Long cả. Học cùng một khóa, nhưng hẳn lại ba xào, hung hăng. Đã lên đại úy rồi, nó lại còn tiện lên ở bán chỉ huy tiểu khu nữa. Nhưng nói cho cùng, đời người con gái phụ thuộc rất nhiều vào việc lấy một người chồng yêu mình. Anh đừng nói nữa, em hiểu mà. Sắp đến Tết rồi, hoa nở nhiều. Em chỉ thích sống trong gia đình mình thôi. Còn anh, chỉ thích yên tĩnh một mình sau những cuộc hành quân chán ngắt. Rồi con Thục Nguyên, anh để cho ai? Thục Nguyên dạo này đẹp thật. Ông anh trai, không cẩn thận là mất đó. Làm gì mà mặt ngần ra như rửa? Ngày thống nhất, anh lại về với em.
chúng ta sẽ có với nhau một đứa con trai. Cho con Cúc khỏi tuổi là con út. Em và con đêm ngày mong nhớ anh. Muối đầy 3 năm, muối hãy còn mặn. Gừng ngâm 9 tháng, gừng hãy còn cay. Em và con xa anh đã 13 năm 4 tháng 7 ngày. Chưa có xa tới đâu thì mẹ con em vẫn đợi chờ anh. Nhưng anh ơi, nay em đã già, sợ ngày anh về làm sao mình có con được nữa. Hay anh tìm một người ngoài đó. Nếu được như vậy em cũng mừng lắm. Ai đó? Bà Hồ phải không? Trời, ăn gì mà kỳ cục vậy? Để tao đi nấu. Nấu bằng cái gì? Tàn nát hết cả rồi. Đói quá. May mà còn chút cơm sót lại. Đợi đó, ở dưới hầm may ra còn sót. Thôi thím ơi, anh hai nói thím lên hội ý chi bộ. Chúng nó rút, nhưng đóng ngay xóm chợ. Đêm nay, ta sẽ không cho chúng nó nghỉ. Chúng ta vừa bị địch hốt trọn 4 tấn gạo, định để tiếp tế lên cứ. Chúng chuyển lên xóm chờ xe chuyển đi. Bây giờ tính sao? Bí mật bò vô, kéo gạo ra. Chị nói rõ xem sao. Tôi chưa thể nói ngay bây giờ. Nhưng chú Thất đến rồi. Chào chú ạ. Tôi nghe chị Hạnh nói bò vào kéo gạo ra. Được lắm. Lặng lẽ mà làm là đệ nhất chi mưu. Đằng sau kho chúng để gạo, có một chỗ sơ hở, ta có thể vào đường đó bằng cách khoét tường nhà. Chỗ đó rậm rạp dễ vào. Vấn đề là chỗ phải có mồi nhử. Chị Hạnh có thể nói rõ hơn được không? Đây là khu vực để gạo của chúng. Bót gác ở đây. Đây là đường rất dễ sơ hở, ta có thể đào ngách từ đây. Bây giờ mà có chai rượu và một bé sinh thì ăn đạn Việt Cộng đáng. Thôi mày, đạn AK Việt Cộng nó quét miệng to như cái bát thì có mà toi đời. Thơm quá, sao đến phiên đổi gác cho mày. Cứ yên tâm đi, tụi này để phân cho. Nhớ đấy. Này, đi đâu? Tiếp tế lương thực cho Việt Cộng hả? Dạ. Tụi em có tiếp tế gì đâu. Tụi em mang đồ về đám rỗ. Này chúng mày ơi, ra đây. Có đứa tiếp tế lương thực cho Việt Cộng này. Con này, bỏ đồ cái xuống. Bỏ đồ cái xuống. Em xin các thầy. Mày ra xem nào. Mai dỗ ba em.
Thời buổi chiến tranh loạn lạc, khó khăn lắm mới kiếm được vài lít rượu đế, một ít thịt rừng. Em xin các thầy tha cho. Thì đây, thì tế thì bên cổng rồi, rượu không? Còn cái gì đây? Tôi xin các ông công tha cho tôi, kẻo đến giờ giới nghiêm rồi. Cho chúng nó lại, lôi chúng nó vào trong, bọn này chắc chắn tiếp tế cho việc cộng. Ông ta, ông ta, hôm nay đây là, ông ta, công là lính Cộng Hòa, máu ghép dân lành như thế. Sao ông độc ác vậy? Công định làm gì chúng tôi? Ba ơi, thả chúng nó đi. Ba ơi, cứu chúng con với. Ông ta, bịt mồm ông lại. Đi, con này kêu khỏe dậy. Đi, đi, vào đây, vào đây. Giờ làm gì hả thượng sĩ? Nhốt chúng nó vào kho gạo, tí nữa cho chúng mày hỏi cung thoải mái. Đây, đưa nó vào trong đây. Đi, nằm yên nha. Đây, khỏe dậy. Đây, đói nó lại. Không,